Tên những con vật nuôi nào? Vật nuôi có con gì nhỉ? Con gì? Con trâu. Gì nữa? Con chó. Đâu nữa? Nào kể tên tiếp nào. Con gì? Động vật nuôi này có con trâu, con bò, con gà, con chó, con mèo, con lợn, đúng không? Con ơi đó xe. À, đây là bà mái. Đây là bà con. Đây là bà trống. Con chim cũng là vật nuôi này. Còn con vật nuôi gì nữa nhỉ? Con vật nuôi gì nữa nhỉ? Con thỏ cũng là vật nuôi đúng rồi. Con gì nữa nhỉ? Con gì cũng là vật nuôi đây. Con gì? Con nhiều vật nuôi không? Có nhiều vật nuôi.